truyện ngắn chụp ảnh cưới tác giả Nguyễn Ngọc Tư giọng đọc Huỳnh Minh Hiền Măng bảo lúc này á người ta đang rủ nhau chụp ảnh cưới lạ là báo nó viết như vậy sợ anh không tin Măng nói thêm nó tưởng báo nói là thánh nói báo kể người ta mặc đồ bộ đội áo dài trắng nước ảnh ố vàng y như hồi chiến tranh, người ta ra ruộng lùi xình, kẻ cài cấy, kẻ cưỡi trâu. Người ta đóng vai nàng gánh nước ngang qua chàng vá xe trên vỉa hè tơi tả bụi. Có đôi còn kéo nhau ra làm duyên ở bãi rác thành phố, ngó bộ ảnh cũng ngộ lắm. Một cô người mẫu vừa làm bộ ảnh cưới 12 tấm kể lại mối tình của cô, từ lúc quen nhau làm sao, sống gió thế nào, coi vui như phim vậy. Anh nhìn mưa và mấy con cá chốt nằm nghiêng ngửa trong rổ trước mặt măng, lướt qua những ngón tay nó héo xanh đi vì dầm trong nước, lơ đảng bảo. Hay bữa nào nắng, mình chụp hình cưới đi em. Em muốn mình cũng làm kiểu giống vậy. Mặt của măng bơ bơ tê dại vì bất ngờ, vui sướng. Nó mong mỏi nghe câu ấy đã lâu rồi măng mường tượng nếu bắt chước phong cách ảnh cưới của cô người mẫu nọ, chắc nó phải nằm sải lai trên mặt đường để diễn lại cái vụ da quẹt làm nó té chỏng gọng, tay rách toạc mấy mảng da, năm cái trứng dịch bể be bét, măng sẽ bôi nước sốt cà vào người giả làm máu, và anh thì lóng ngóng đỡ nó, mà mắt thì cứ ngó chiếc xe máy của anh đang chảy xăng lên láng. Hỏi có sao không, có sao không. Sau đó sẽ là cảnh anh đến căn phòng măng đang trọ, mang trả lại chiếc xe đạp đã sửa xong cùng với bông băng và thuốc đỏ. Phòng trọ đó chắc giờ người khác ở, nhưng sẽ tìm được bối cảnh tương tự ở bất cứ đâu, những căn phòng nóng rực, thấp và hẹp như một hộp diêm, đủ để kê cái giường ngủ và bếp ăn nhỏ. Bộ ảnh cưới cũng không thể thiếu hình ảnh hai đứa ngồi quán cà phê, nhai nước đá viên, đi đạp dịch ở công viên nước. Cảnh anh sấn sổ dội vàng đè măng vào giường cái hôm nó đến nhà anh chơi cũng quan trọng. Vì sau đó khi mặc lại áo, anh nói em dọn qua ở chung đi cho đỡ tốn tiền thuê nhà. Cuối cùng, trong một đợt mưa dầm do áp thấp gần bờ, măng làm cá chốt kho xả ớt thì anh rủ chụp ảnh cưới em ơi. Sự có mặt của những con cá chốt cùng với cái trứng dịch thằng lằn trong suốt những sự kiện quan trọng của hai đứa sẽ làm bộ ảnh bớt tẻ nhạt. Chúng sẽ cứu vãn vẻ mặt lạnh lẽo của chú rể vì mắt anh cũng lạnh, cả khi cười cũng là cái cười nhếch nhạt nhách và măng gánh sứ mệnh phùng mang trợn mắt cười toe toét suốt bộ ảnh cưới để cho người ta thấy đây là ảnh cưới không phải là ảnh hợp quan trọng là nó có chịu cưới mày hay không mẹ măng hỏi cố kéo nó trở về mặt đất chấm dứt những ngày tháng mơ màng từ lúc dọn qua sống chung với anh cha mẹ coi măng là đứa con gái bỏ đi đã đứt đoạn giờ càng thêm đứt đoạn măng gần như không qua lại. Những lần trải tóc nằm cạnh anh, nó kể bằng cái giọng hững hờ như đang nói về gia đình nào khác. Cái nhà đó lúc nào cũng sùng sụt như nước sôi. Giờ măng ló mặt về vì muốn khoe chuyện chụp ảnh cưới. Nó muốn chia sẻ với ai đó nỗi vui đã dâng lên đầy ứ này. Cha măng đón tin trọng đại ấy bằng cái biểu môi, đổi củ khoai lấy mấy cái ảnh sến rện đó tao cũng không thèm măng không khó chịu chỉ nhoẻn cười nói miễn là có chụp hình không đám cưới cũng được đám cưới sẽ trôi tuột đi những ký ức những người tham dự hình ảnh thì treo hoài trên vách ghi nhận thời khắc hai người từng vui vẻ mắt chìm trong mắt con cháu măng sau này phải được nhìn thấy điều đó cái điều mà măng chưa nhìn thấy ở cha mẹ mình. Hồi măng 6 tuổi, một bà già bán bánh bông lan mà nó hay gọi là ngoại tám, chỉ vào cái ảnh cưới trên lịch, nói cha mẹ mày nè măng. Nó tưởng thật, suốt ngày mê mẩn ngó Lý Hùng Diễm Hương đang cọ má cười lúng liếng với nhau. Măng tin rằng ai chụp ảnh cưới đều đẹp hơn ngoài đời, đẹp khác xa hai người lớn nhà nó đang ó ré, vác củi liện nhau ngoài bến. 13 tuổi, măng nghĩ nhà mình nát bét vì không có cái ảnh cưới treo trên vách. Một cái ảnh cưới ấm áp tới mức khi người ta có đánh chửi nhau thì cũng thấy ngượng ngùng. Chúng hiện diện như nhắc lại một lời thề, một ký ức đã bị thời gian mài mòn mất. Hình cưới mất hết hồi đận cháy nhà. Mẹ măng lượng sượng trả lời cho xong, cho khỏi bị gạn hỏi nữa hèn gì cái sự thương nhau cũng rụi thành tro măng gật gù mặt trầm ngâm như người ngộ đạo đời con nó phải khác nó tuyên bố như vậy khi đứng bán hàng cho một tiệm điện máy thôi không bưng bê cà phê giúp mẹ măng mướn nhà ở riêng là một cuộc ly khai triệt để nó chạy khỏi cha mẹ mình một quãng xa họ không cách nào đuổi kịp cũng có thể vì quá mệt mỏi với việc kiếm sống và cãi nhau, họ không muốn đuổi theo. Măng sống chung với anh hơn một tháng, mẹ nó mới hay, mới dặm cẳng đấm ngực nói đời mày rồi cũng như tao thôi, khác cái cứ khô gì. Khác chớ, anh của Măng đi về đúng giờ, chẳng hút thuốc vì phèo, nhậu nhẹt và không mê gái. Anh chỉ thích rút trong nhà, không thích giang hồ đầu sông cuối bãi anh khô khan ù lì, hơi tẻ nhạt. Tháng năm nói một tiếng, tháng mười một câu, nhưng chẳng sao, lời nói là thứ sắc nhọn, nói ít người khác đỡ chảy máu. Khác nữa là bọn măng sắp chụp ảnh cưới, độc và lạ. Ở bến tàu, chỗ cha mẹ măng hay cầm chổi lông gà, hay chổi cỏ, nắp xoan hay ghế nhựa để phan nhau. Anh ngại ngần bảo đông người lắm, nhưng sau 4 giờ chiều thì vắng thênh thang, măng bảo em lớn lên ở đó mà. Nó lớn lên ở đó, nó quen tất cả người bán bưng bán gánh, thuộc lòng từng bậc thang lên xuống bến. Buổi nào thì nước rồng, nước lớn, trên bến có 5 cây bàn, có hai cội me, ngày xưa nó hay trèo cây ngồi suốt cái gì không thích ở nhà. Một cái quán nước sóc xếp nằm giữa giải 12 hàng quán nó còn biết giờ nào thì tàu đi u minh ra bến và cha nó đứng đằng mũi gác xào lên môi tàu dương dai khoan khoái nghĩ đến người đàn bà miền rừng nào đó đang chờ ông ở cuối cuộc hành trình kia nó cũng thuộc khoảnh khắc chiếc tàu rạch góc cuối ngày về bến một thằng con trai cao lòng khồng sẽ cầm cái dây thừng nhảy phóc lên bờ buộc chặt vào cột miệng la ơi ơi tới chợ rồi bà con ơi mũi măng thuộc mùi mồ hôi của thằng đó những ngón tay măng thuộc từng sợi tóc cháy nắng kia mắt của măng thuộc từng cái mụn cơm trên gương mặt đen thui từng vết sẹo trên người măng định học thuộc cả da thịt cái thằng nhỏ nữa nếu một bữa nó không trốn nhà đi đến một bến tàu ở miệt biển xa xôi mà nhìn thấy thằng kia tay bẹo má chân quắp hông một con nhỏ khác măng bỏ đi Hờm măng kéo cái đuôi váy cưới trắng tinh về phía trên vên trên bến. Chuyến tàu rạch góc cuối ngày đó cũng vừa xuống khách xong. Măng bận cười toe tạo dáng. Bận biết ơn anh vì chiều nó mà phải chịu đựng sượng sùng. Nó không biết trong mắt thằng con trai đó còn chút tha thiết, nuối tiếc nào không. Nhưng chắc chắn thằng kia sẽ nhìn nó giống như người của cả bến tàu đang xúm xích trầm trồ ngó cái cảnh lãng mạn dị thường ở nơi lúc nào cũng chụp giật bán mua nháo nhác đi về nắm chặt lấy tay anh đến nỗi anh cũng thấy đau và giữ cái chân vái chực xòe bay lên bởi gió sông lồng lộng măng bỗng nhớ một lần cả sớm cũng túa ra nhìn nó khi đó đang trèo cột điện miệng nó hét cha mẹ đánh chửi nhau nữa là tôi cầm dây điện đồng đưa chơi và cha mẹ nó đầu bù tóc rối sau một trận cãi vã đã đời ra đứng cạnh nhau thẫn thờ bối rối trận đòn sau khi măng tục xuống nó vẫn còn nhớ hồi đầu thì cha đánh mẹ rầy sau đó thì đổi tay cha rầy mẹ đánh lần đầu tiên hai người cùng dạy dỗ đứa con gái gan góc ngộ ngược đau mà thấy vui giờ thì họ đang ngồi lặng lẽ trong cái quán chấp giá xốc xếch một bộ ngồi vừa mỏi mệt vừa thanh thản, êm đềm như cây sau hồi giông bão. Từ đằng xa ngó lại, măng thấy hình như mẹ nó ho khúc khắc, tay kéo chéo áo lao nước mắt, và cha nó vừa dụi đi điếu thuốc đang hút dở, tay khỏa đuổi khói đi chỗ khác. Cái ảnh cưới có cái nền hai người đã chớm già nua ngồi trầm ngâm xa xôi đó. Măng bảo anh thợ ảnh đừng có xóa phong, cứ để vậy đi, cho nó lạ